Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta cùng nghe tiếp Đàm Mộ Bút Ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, chuyển ngữ Thủy Đạm Nguyệt Group, phần 5, chương 77. Đêm đầu tiên áp sát. Editor: Ơn Panda. Chúng tôi nuốt nước bọt. Bạn từ liền rên lên một tiếng. Mẹ nó chứ. Cậu à đến đây từ bao giờ vậy? tôi vô thức dần lùi mình về hướng ngược lại nhỏ giọng nói không đúng anh nghe âm thanh này xem so với âm thanh chúng ta vừa mới nghe được ấy lúc này chúng ta cứ cảm thấy mình càng ngày càng gần âm thanh này hơn có lẽ là ảo giác thôi không phải chúng ta càng ngày càng đến gần âm thanh này đâu mà là âm thanh này càng ngày càng đến gần chúng ta lúc này tôi nhận thấy không biết từ bao giờ bắp chân mình cứ dồn lên bần bật nếu là bánh tông Tôi cũng không sợ đến mức thế Nhưng đấy lại là an ninh Trời ạ à, Có trời mới biết Một người tôi quen mà bây giờ Lại biến thành thế này Rốt cuộc cô ta là cái gì Tôi quả thực không thể đối mặt nổi Chỉ muốn quay đầu bỏ chạy Có điều Cái thứ kia tối đen Chúng tôi cũng không nhìn thấy rõ Liệu có phải là an ninh hay không Không dám khẳng định Trong lòng thực sự có hơi trốn tránh ý nghĩ này bà từ hạ mình xuống mưa dùng đèn pin chiếu sáng bóng người kia. Phan tử lại đè tay anh ta xuống. Tuyệt đối đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Cậu nghe xung quanh mà xem. Chúng tôi nín thở lăng nghe một chút. Lê phát hiện ở trên các tán cây khắp xung quanh. Có loang thoáng vang lên những tiếng xì xì xào xào rất nhỏ, rất nhẹ. Khắp bốn phía đầu cũng có. Rắn ở trên tán cây này. Số lượng cực kỳ nhiều Âm thanh vừa rồi chỉ sợ là do chúng nó phát ra đấy Dù chúng ta lại gần Chúng tôi toàn thân cứng ngắc Bà từ quay đầu nhìn bốn phía Khắp bốn phương tam hướng đều là âm thanh ấy Hình như chúng mình bị bao vây thành miếng sùi cào rồi Nói đoạn giơ con dao lên Phan tử lắc đầu với anh ta Bảo chúng tôi cúi thấp người Ẩn đấp đi Sau đó anh lấy từ trong ba lô ra một cái bếp cồn Vội vàng vặn và nắp đậy Dùng dao thì được cái ích lợi chó gì Giờ mình đúng là cần dùng chiến thuật Người lừa của cậu rồi đây Không phải anh nói làm thế Sẽ chết cháy sao Tôi thì thào nói Chết cháy thì tôi thả bị rắn cắn chết còn hơn Đương nhiên không phải đốt quần áo Phan tử nói Bảo chúng tôi ngồi xồm xuống Vội và lấy vải trông thấm từ trong ba lô ra Phủ lên đầu bọn tôi Tôi hết rượu cồn lên đó Tôi lập tức hiểu ra ý đồ của anh Nghe thầm đúng là một nước cờ hay Kinh nghiệm quả niên không phải để làm cảnh Phan tử nói Tay giữ chặt vào tuyệt đối đừng buông ra Bỏng đến chóc ra cũng phải nhịn Tôi ra hiểu chúng ta liền xông thẳng về phía trước Âm thanh lắc đác khắp bốn phía càng đến gần Chúng tôi lập tức gật đầu Phan tử lôi ra một cái bật lửa Lập tức đánh lửa tức thì vài trống thấm bị đốt cháy phừng phừng Anh chui vào trong Kêu to với bọn tôi Chạy Chúng tôi đội lên đầu một tấm vải trông thấm đang bốc cháy phừng phừng, lập tức xông thẳng về một hướng. Tức khắc, ở trên cây khắp bốn phía, vang lên tiếng bầy rắn xôn xao. Chúng tôi bất chấp hết tất cả rồi, dùng hết sức mà chạy nhanh nhất, chạy ra được hai ba mươi mét. Lớp cồn đã cháy xong rồi. Để lượt vải trông thấm bị đốt, phan tử kêu to ném xuống. Chúng tôi lập tức vứt tấm vải bắt đầu bốc cháy đó đi, bắt đầu cắm đầu chạy. Đó hoàn toàn là phát điên lên Mà cắm đầu cắm cổ chạy Bất chấp hết Không nhìn gì hết Nhưng bụi gai sắc nhọn cào cấu ra thịt tôi Tôi cũng không thấy đau Căng răng chạy một mạch ra khoảng trường hai dặm Chúng tôi mới dừng lại Lập tức ngồi xồm xuống bụi cỏ Thở phi phò nghe tiếng động phía sau Ngoài dữ liệu của tôi đó là Giờ không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào của lũ rắn nữa Ngay cả tiếng bộ đàm quái gở kia Cũng không nghe thấy nữa Tôi có hơi không tin nổi Mình chạy thoát thế nào vậy Nhưng mà ít nhiều chúng tôi cũng thở vào nhẹ nhõm Tuy rằng khu rừng rậm lặng tờ như chết chóc Cũng không được bình thường cho lắm Tay tôi bị bỏng rồi Cũng không kịp xem xét thế nào Giờ chỉ xoa xoa một chút Thấy chỉ là bị bỏng một chút Thế mà lúc đó con tường mình coi như hỏng luôn một cái ngón tay rồi Hình như không đuổi theo nữa Xem ra lô rắn này cũng sợ tụi mình liều mạng đấy Bàn tử nói Có ông anh đại phan Biết linh hoạt nhạy bén Một chiều này ông đây đã ghi nhớ rồi Tụi mình còn bao nhiêu vài trông thấm nữa nhỉ Phan tử thở phì phò Chạy lên nội mặt đen sì lại Nói Vài trông thấm thì còn Nhưng còn thì chỉ đủ một lượt nữa thôi Một chiều này không dùng được thường xuyên đâu Thôi mau đi Đời này quá tàm môn Cũng đừng quan tâm việc đâu đâu nữa Ông đây không có mạng đâu Mà đánh cuộc hai lần nữa đâu Bọn chúng chắc là ở quanh đây thôi Đừng phát ra tiếng động gì nha Nói rồi lại nhìn la bàn Tôi biết Phan Tử nói không sai Vì vậy vừa thở gấp Vừa cắn răng đứng lên Phan Tử xác định được phương hướng Lập tức dục chúng tôi tiếp tục đi về phía trước Tôi nhìn bóng tối phía sau Trong lòng nghĩ đến cây bóng vừa giống người Vừa giống rắn nọ Không khỏi sờn cả gai ốc Chúng tôi không dám dừng lại Đi càng thêm gấp càng thêm cảnh giác hầu như là hết có tí biến động nhỏ gió thổi cỏ lay là lại tăng tốc liền. Bởi vậy mà thể lực lại càng tiêu hao gấp bội. Lục trường vừa mới hoạt động thể lực với cường độ cao, đương nhiên còn chưa hoàn toàn hồi phục được trong một thời gian ngắn như thế. Cái cảm giác nhẹ nhõm sau khi nghỉ ngơi đã tan vỡ từ lâu. Đi mà khổ cực vô cùng. Ban từ phi phò thở như cái ống bể lò rèn. Tôi thì gần như là bước đi dựa theo cái tiếng thở này. Lúc này trong lòng tôi ít nhiều có chút vui mừng bởi vì đi suốt chặng đường một lần có động tính gì là y như rằng có chuyện xảy ra lần này lại có thể đi vòng qua được rõ ràng là vận may đang có chuyển biến tốt đây là việc mà trước đây chưa bao giờ xảy ra nhưng mà đi mãi đi mãi tôi đột nhiên lại loang thoáng nghe thấy trong rừng lại vang lên cái âm thanh cọ sát này lúc liền lúc đứt liên tục gián đoạn cứ như là tiếng xì xào của loài ma quỷ vậy cả đám chúng tôi cứng đờ người ban từ lập tức bảo cả bọn ngồi xồm xuống ẩn nấp tôi thật sự làm bệ đến mức không xong rồi gần như là tan vỡ rồi ban từ thở dốc điểm nhiên nói à, đại phan dân đường thế nào thế sao chúng ta lại vòng về rồi phan từ nhìn xung quanh vẻ mặt dần vặn vẹo chúng ta không vòng về chúng tôi nhìn khắp bốn phía quả thực không thấy chút dấu hiệu nào là đã từng qua đây Cánh rừng ở xung quanh đây rất xa lạ Phan tử nói Chúng nó đuổi theo mình Chúng nó đang vây đánh đây Vây đánh Bỏ sốc sinh này mà biết cái này à Bạn tử toát mồ hôi lạnh Bạn ra tôi xem ra được mở mang kiến thức rồi Phan tử nói Ông đã bảo lũ rắn này không bình thường rồi Chúng nó chắc chắn là rắn thành tinh Đều thành tinh hết rồi Nghe thấy động tĩnh phía trước Đàn rắn đưa đang dần áp sát từng bước nhưng trên tan cây bất chợt ngừng mặt Như thể bị đông cứng lại Âm thanh này giống như một luồng tà khí vô hình chèn ép lên chúng tôi Tòng cây tôi dựng đứng hết cả lên Hỏi phan tử Quê anh có phương thức dân gian gì Để đối phó với bọn rắn thành tinh này không Phan tử nói Đối phó sao được Ở quê tôi lũ này đều là thần tiên hết Nghe ông ngoại nói thời cổ Còn phải hiên tế đồng nam đồng nữ đây Bạn tử nói có cái nào đáng tin hơn tí không giờ bọn mình kiếm đâu ra đồng nam đồng nữ chứ phan tử nói ý bố là bảo thời cổ chứ thời buổi này trong thành phố lây đâu ra mấy thứ này tôi thấy mình tuyệt đối không liều mạng được cậu xem an à ninh loang cái đã chết rồi chúng mình vẫn là rút lui thôi đánh du kích thì bố là tổ tông đấy nào thì chơi trò trốn trốn núp núp với chúng nó để xem ai vây đánh ai nói rồi anh chỉ về một phương hướng bảo chúng tôi đi theo Tôi nghe lời Phan Tử nói, bông có cái gì đó làm trong đầu tôi lé lên một tia sáng. Tôi bước mấy bước, liền nhớ ra rồi, bèn kéo anh ấy lại nói. Từ từ, tôi cảm thấy không ổn lắm. Phan Tử nhìn tôi, tôi nói với bọn họ. Trong này có điểm kỳ quặc, mọi người nhớ lại lúc an ninh chúng chiêu đi. Hầu như không có khả năng phòng ngự, một phát liền chết. Kỳ thực, tôi gian này muốn giết chúng ta cực kỳ dễ dàng. Chúng nó vốn không cần phải làm nhiều trò như thế Cứ núp bựa vào một bụi cỏ Lúc mình đi qua thì nhảy ra cắn một cái Chúng mình có đến mấy cái mạng cũng chết tôi Cần gì phải phức tạp thế này Cậu có ý gì Nói rõ ra coi ban tư hỏi Lúc ở ngoài thung lũng Chúng đã có vô số cơ hội để lấy mạng chúng ta Nhưng chúng ta vẫn bình yên vô sự Rắn không giống người Chúng sẽ không phạm phải những sai lầm đơn giản thế này Rắn mà lại không dùng cách ám toán Lại đi bày mưu mô phô trương thanh thế như thế này Có lẽ mục đích của chúng không phải là lấy mạng chúng ta Phan tử lắc đầu nói Thế thì chịu Không hiểu Không mơ lấy mạng chúng ta Vậy sao chúng nó lại cắn chết an ninh Hai chúng nó bây giờ đang kiêng kỳ cái gì của ta Tôi nói Anh nghĩ xem An ninh có điểm nào khác với chúng ta Hai người nhìn nhau Bàn từ kinh ngạc nói Lẽ nào bởi vì an định là phụ nữ Tôi gật đầu Rất có thể là vì điểm này Lô bò sát này quá quái đàn Chúng ta không thể dựa theo tập quán của động vật bình thường mà suy đoán ý đồ của chúng nó được. Tôi thấy, đây vốn cũng chả phải vây đánh đâu. Đằng sau hành động này của chúng có một mục đích quỷ quái nào đó. Nếu chúng ta hành động bừa bãi thì lại càng rơi vào tình thế càng khó hiểu hơn nữa. Bạn tử cao mày nói, Nói vậy nghe cũng có lý Vậy làm sao bây giờ Chả lẽ lại đi liều mạng Tôi lắc đầu nói Tôi nghĩ chúng ta trước tiên Là không hành động gì nông nổi Cứ làm rõ ý đồ của chúng trước đã Nếu không thì ta thật sự Quá bị động rồi Bàn tử nhanh mép nói Chú đúng là ngây thơ hồn nhiên thật đấy Chúng ta cũng đâu phải rắn Sao mà làm rõ được ý đồ của rắn Tôi nói Ý đồ của con người ta có thể phân tích ra đường. Huống hồ là động vật. Con người thua động vật thường là do coi thường trí thông minh của động vật. Chúng ta cứ coi lũ rắn này là người. Giả dụ, có một đám người. Khi chúng ta tiến vào đây, thì chúng giết người phụ nữ duy nhất trong chúng ta. Sau đó, lại không giết chúng ta. Mà là dùng phương thức này để thần kinh chúng ta luôn nằm trong trạng thái căng thẳng. Vậy anh cảm thấy bọn người này có mục đích gì? Ba người im lặng, bàn từ nhíu mày do dự nói đêm nói như thế Vậy chẳng lẽ chúng nó toàn là rắn cái à Thèm dò dai sắc đẹp của tụi mình ha Tôi ghi thầm Giờ là lúc nào rồi Mà anh còn tâm tư nói dẫn Nhưng lại nhận ra Bà từ đúng là đang nghiêm túc Mà suy nghĩ về vấn đề này Lúc này Phan tử đột nhiên dùng mình nói Ôi chào cậu ba Bây giờ lời cậu nói có lý quá Hình như tôi biết là chuyện gì rồi mọi người không biết đã từng nghe đến một loại rừng rậm sau khi đi vào là không thể đi ra được chưa bạn từ nói ý anh là cánh rừng ma ở đông bắc ấy hả tôi không biết tên nó là gì nhưng bên việt nam gọi nó là a công bản thân rừng rậm vốn là một nơi rất dễ lạc đường nhưng có một loại rừng rậm cây cối mọc lên bị ảnh hưởng của một quy luật nào đó không biết là trùng hợp hay là tất yếu nó lại càng đặc biệt dễ lạc đường Hơn nữa Loại rừng này có một truyền thuyết rất quỷ dị Ở trong rừng sẽ bị quấy nhiễu Bởi đủ loại các âm thanh Cánh rừng cứ như là có sinh mạng Vậy kín mình ở trong đó Phan tử có hơi hưng phấn Ché một dây leo Nặn nước đọng bên trong ra Uống mây hấp nói Vùng bản địa người ta nói Cái rừng ấy có suy nghĩ của chính mình Tôi biết những truyền thuyết kiểu này Có người nói đây là một biểu hiện của tiên hóa. Tất cả các rừng rậm đều vô cùng phức tạp và bí hiểm. Hơn nữa càng tiến hóa lại càng phức tạp. Bởi vì khu rừng mong muốn vây khốn tất cả những cây gì tiến vào trong nó. Để cung cấp chất dinh dưỡng cho nó. Đây là một loại trí tuệ tập thể của cánh rừng. Nhưng mà tôi không tin. Nói thế thì hàm hố quá. Tôi tin vào một kiến giải khác cơ. Hiện tượng này là hành vi của loài động vật nào đó. Lừa con mồi vào vòng vây chặt. Phan Tử Cung nói Tình huống bây giờ chắc là cũng như thế Tôi cảm thấy bọn rắn này Đúng là đang ép chúng ta đi về một hướng Chúng tôi đang điều chỉnh hướng đi của ta Tôi nghe mà toát mồ hôi lạnh Nghe thấy thật là không thể tưởng tượng nổi Chúng tôi không dám đi về phía âm thanh kia phát ra Cũng không thể quay đầu Như vậy nhất định phải chọn đường vòng Mà như thế Chỉ cần hướng trước mặt chúng tôi có âm thanh kia phát ra Chúng tôi sẽ lại Chọn bao nhiêu đường vòng mà đi Nhất định sẽ về lại một điểm Giờ mình nhớ tới Kỳ thực lại rất giống với nguyên lý tường thành vô hình trong thành ma Phan tử chỉ về hướng âm thanh kia phát ra Tôi biết có một loài sói Hay dùng cách này Để ép chết con mồi có hình thể lớn Nếu con mồi liên tục tranh lẽ âm thanh của sói Là sẽ bị xua đến đường cùng nào đó Vì như là vách núi vực thẳm chẳng hạn Sau đó bị sói ép ngã xuống cho nên một khi bắt đầu đi vòng Chúng ta coi như là đã trúng chiêu Nói rồi Ánh mắt anh loe lên hung quang Nói với chúng tôi May mà có cậu ba đang nghi Nếu không tụi mình thực suối quẩy rồi Tôi nghi thầm Anh đây là đang khen tôi Hay là mỉa mai tôi vậy Bạn từ lại hỏi Vậy bây giờ làm sao mới được Lẽ nào tụi mình chỉ có lối quay về Phan tử nói Sợ là ngay cả đường rút lui Cũng không có rồi nếu chúng đã chặn ở phía trước chắc chắn cũng sẽ chặn nốt phía sau cái này gọi là tức nước vỡ bờ rồi chúng ta chỉ có thể đi đối mặt với chúng nếu chúng không muốn giết ta như vậy chắc chắn chúng ta còn có ích lợi gì với chúng mình cứ đánh cược một lần xem có tiến lên được hay không vốn nghĩ rằng có đường để né nguy hiểm tìm được chu ba hãng tính vậy mà bây giờ xem ra thì không thể rồi phan tử đề nghị chủ động tiến công dù đối phương là cái gì đi nữa Cô không được để bị dụ vào bẫy Chứ không đến lúc đó Có khi còn có tình huống càng thê thảm hơn nữa Đang chờ chúng tôi Ban tử nói Đã bảo làm thế từ lâu rồi ba người cứ vòng vo tam quốc hoài ấy, Lãng phí thời gian Thế là bắt đầu chuẩn bị Có điều trong hoàn cảnh này Vũ khí của chúng tôi gần như không có tác dụng phòng thân gì Súng của phan tử Không thể bắn liên thanh nếu phát súng đầu tiên không bắn chúng Thì còn chẳng bằng dùng dao găm nữa Và lại Với tầm nhìn thấp như thế này muốn bắn trúng mục tiêu Hầu như chỉ có thể dựa vào vận may Ba người suy nghĩ hồi lâu liền làm mấy cây đuốc Hai cái can ngắn Hai cái cán dài Bình thường động vật đều sợ lửa Dù là gấu chó hay các loài mãnh thu lớn khác Thế ba ngọn lửa Cũng không dám tùy tiện lại gần Mà chỉ cần mấy ngọn lửa này Giúp chúng tôi uy hiếp được đối phương Phan Tử liền có dư giả dạ thời gian để bắn và thay đạn. Lúc gặp nguy hiểm mới có thể ứng phó được. Đương nhiên, tình huống thật sự ra sao để lúc đó hãng hay. Phan Tử nói, nếu đối phương là người, vậy thì anh hoàn toàn có thể mò lại gần, mà thần không biết quỷ không hay. Bản lĩnh lần mò đánh du kích trong rừng rậm từ hồi đi lính của anh khá lợi hại. Nhưng mà nếu là rắn, vậy thì đồng nghĩa với chịu chết. Huân hồ, còn con thêm cái con không biết rốt cuộc là cái loại quái vật gì kia. Con đấy không biết có phải an ninh hay không nữa. Nhưng mà nếu âm thanh đó đúng là phát ra từ vật nào đấy trên người nó. Nhưng vậy có thể chắc chắn là nó cũng đang ở phía trước. Cho nên chúng tôi phải cố gắng tránh xung đột chính diện. Đi qua mới là mục đích quan trọng nhất. Thực sự gay go lắm mới phải liều mạng. Chúng tôi chuẩn bị thỏa đáng rồi. Đột đuốc. Rồi từ tốn khom lưng đi về hướng âm thanh kia. Thật ra đây là một việc tương đối mâu thuẫn. Trong rừng mưa giữa nửa đêm mà tay cầm đuốc thì khác nào mục tiêu to nhất rừng luôn. Có nồi bẩn bật hơn cả xe tăng. Nhưng cả ba người bọn tôi đều khom người nấp đi. Dường như là muốn đánh lén ai đó. Sao có cảm giác như thể Mình đang chui vào nhà vệ sinh nữ tay cầm biển ghi tôi là biến thái. Tôi đến dính trộm. Cái âm thanh lè rè lè rẹt kia cách chúng tôi không xa. Ước trường cũng chỉ có hai ba trăm mét. Tất cả sự chú ý của bọn tôi đều tập trung ở khắp xung quanh và ở âm thanh kia. Ngày thấy tiếng ấy càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng. Tiếng tạp âm vô tuyến điện cũng càng ngày càng nổi bật. Tôi không kìm được, nuôi được bọt đánh ực. Nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn không nghe được rõ âm thanh kia rốt cuộc là đang nói cái gì. Rất nhanh, âm thanh đó gần đến mức cơ như ở ngay trên đầu chúng tôi phan từ nhắc chúng tôi dừng lại ngằng đầu nhìn bóng cây như loài ma quỷ trên đỉnh đầu nếu vẫn không nhìn rõ được gì anh chàng không chiếu xuống rõ được quang cảnh dưới tán cây đôi của chúng tôi không đủ dài ánh sáng cũng không chiêu lên phía trên được chỉ thấy trong tán cây tôi đen xì xì âm thanh này là phát ra từ trong đó không thể biêu tả được toàn cảnh cây cây này dù sao thì các cây cối ở đây Tan cây hầu như Hòa làm một thể với nhau Cũng không thể phân rõ ra được Cây nào với cây nào Điều làm chúng tôi lấy làm lạ là Cho dù đã đến dưới tán cây rồi Thì âm thanh vọng xuống dưới cây Vẫn là cây âm thanh lè rè lẹt dẹt Giống như tạp âm điện từ đó Chứ không có bất cứ một âm thanh nào khác nữa Cả không có động tính gì Hơn nữa Đứng ở đây mà nghe Cảm thấy âm thanh đấy không chỉ có một chẳng lẽ đây không phải tiếng của bộ đàm sau khi tiến vào nơi đây tất cả mọi phán đoán đều không thể khẳng định được tôi cứ có cảm giác mình không nắm được điểm mấu chốt Cái bọn súc sinh này chân tính thật đấy bà từ bên cạnh dùng khẩu hình nói tình huống tốt nhất mà tôi dự liệu được đó là bọn rắn này chỉ dâng mắt ra đó đi hành động này của chúng tôi không có phản ứng gì cả cho nên chúng tôi không chút kinh hoàng không chút nguy hiểm cơ thể qua ải này nhưng mà tôi thấy mình có hơi tham lam rồi tuy rằng trên tán cây không có động tính gì nhưng tôi đã cảm thấy được một sự sao động không thể nào diễn tả được đang lặng lặng diễn ra ở khắp nơi quanh đây không biết là do tôi thần hồn nát thần tính hay là quả thực tôi có thể cảm nhận được mùi nguy hiểm quanh đây chúng tôi đã tiếp cận tương đối gần rồi nếu lô rắn này thông minh đến thế Mà bây giờ vẫn không nhúc nhích gì Do rằng chúng nó khá thận trọng Chúng tôi có thể lợi dụng sự thận trọng này của chúng Bởi vì chúng tôi không dự đoán được cái gì Ngồi nhờ lô rắn đột nhiên thay đổi ý định Muốn giết bọn tôi Thì bọn tôi không có chút khả năng phản kháng nào Như vậy Lợi dụng được sự thận trọng của đối phương Ngâm ngầm bày ra một kế Gọi là ăn trộm gà Trước đây tôi cứ tưởng Chỉ có thể giờ cho trộm gà với con người Thật không ngờ lần này chúng tôi Phải giờ mánh trộm gà với loài rắn Năm nay lũ cáo Chắc sẽ rất buồn bực đây Chúng tôi bình tĩnh núp mình từ tốn tiến lại gần Không dám nói một câu nào Cũng không dám làm bất kỳ động tác lớn nào Lại càng không dám dừng lại chút nào Âm thanh kia càng ngày càng gần Tôi đổ mồ hôi như tắm Nhỏ rong rong trên mặt Âm thanh càng ngày càng rõ Thì tôi càng ngày càng không thể tập trung tinh thần được Cảm giác này Làm tôi thấy khủng hoảng Bạn tử thấy tôi không ổn Lập tức nhá một cái Làm tôi yên tâm Tôi quay đầu nhìn anh ta Thì thấy đầu anh ta Cũng bớt mát mồ hôi Có điều Bị anh ta nhá một cái Thì khá hơn nhiều rồi Chúng tôi cưng ngắc Bước ra ngoài trường 10 mét Như những con dối gỗ Khi trong lòng tôi dâng lên một tia hy vọng Thì đột điên âm thanh vòng xuống từ trên tán cây kia bỗng im mặt Tức thì cả cây rừng lặng ngắt Tất cả chúng tôi dùng mình một cái Trong ngay mắt đó Cả ba chúng tôi cứng ngắc người Nhưng bàn tử phản ứng nhanh nhất Kéo lùi tôi lại một cái rồi bảo tôi chạy Để tôi tần ngần một chút liền té ngã xuống đất Lồm côn bò dậy định vắt chân lên cổ mà chạy Thì một chuyện xảy ra Khiến tôi nghẹn họng chân chối Tôi nghe thấy một tiếng sột soạt Từ tan cây xung quanh sau đó Có tiếng người vang lên xa xôi yêu ớt Ai thế Lập tức cả đám bọn tôi liền sừng sốt Ngơ ngác nhìn nhau Thế là thế nào Sao lại có tiếng người nói chuyện Chẳng lẽ là người của ông ba Phan tử lập tức phấn khởi Thì ra đéo phải rắn à Nói rồi Sao lại không có việc gì chứ Chúng ta chỉ là tự mình dọa mình thôi Anh lập tức kêu lên Với phía trên cái cây Là tôi đại phan đây đằng ấy là người nào thế trên cây không có âm thanh nào nữa yên lặng hồi lâu chúng tôi lại ngơ ngác nhìn nhau phan tử lại gọi hỏi cậu ấy đằng ấy là người nào nói rồi anh liền giơ đuốc và đen mò lên bắt chuyện cây đuốc vừa lên tan cây lại sột soạt một cái tiếp đó giọng nói yêu ớt âm u kia lại vang lên ai thế lúc này ngư điệu đã thay đổi Hình như là đang rất đau đớn Hơn nữa Đó lại là giọng nói của đàn ông Tôi lại cảm thấy có vấn đề Nhưng lúc này Không thể cứ đi là xong chuyện được Phan Tử nói Tôi lên xem một chút Đoạn anh căn ngang thanh đuốc Bắt đầu trèo cây Bàn Tử dương xuống yểm trở Tôi cầm dao cảnh giáp khắp bốn phía em chờ cho bàn tử Động tác của Phan Tử cứ thoăn thoát Loang cái đã trèo lên được phân nửa Lúc này Tán cây lại xô soạt. Anh không chút do dự, lập tức tăng tốc. Vài bước đã trèo vào trong tán cây. Tôi cũng không nhàn rỗi, nhìn quanh bốn phía, quay tới quay lui. Vốn tưởng là sẽ nghe thấy tiếng phan tử gọi ngay thôi. Nhưng mà nghe sột soạt một cái là im bặt rồi. Thần kinh tôi bắt đầu căng như dây đàn. Điện anh đuốc của phan tử chuyển động trong tán cây. Thấy hình như không có dấu hiệu đánh nhau. Đợi người chỉ trong chốc lát, Bàn tử cũng rất nghi hoặc Bèn quay đầu nhìn tôi Tôi nghĩ thầm Anh nhìn tôi cũng vô dụng Tôi không có mắt ít quang đâu Căng thẳng chốc lát Phan tử vẫn không có động tĩnh gì Thế này thật là không bình thường Mồ hôi lạnh của tôi lại đổ xuống Nghĩ thầm lẽ nào đây Là cây bẫy của rắn Không phải Phan tử bị giết trong trước mắt rồi chứ Bàn tử khe quát một tiếng Đại Phan Phía trên vẫn không có động tĩnh gì bàn từ thầm chửi một tiếng Đưa súng cho tôi Sau đó đi lên Tôi còn chưa nhận được súng Bầu nhiên trên mặt tôi với bàn từ mát lạnh Trên cây có cái gì nhỏ tong tòng xuống Sờ một cái rồi nhìn Đó là máu Mẹ đó chứ Bàn từ lập tức nổi cáo Súng cũng không thèm đưa tôi Lập tức cầm đuốc ném lên trên Ném vào trong tán cây Dương súng định bắn Bắn liền ba phát đạn Tiếng vang lớn cực kỳ trong rừng rậm yên tĩnh nghe không khác gì tiếng sấm nổ. Lập tức cả cây cây liền rung lên bần bật. Trong ánh lửa chớp nhoáng, tôi nhìn thấy vô số bóng rắn đang xôn xao trên cây khô. Đây là ổ rắn. Phan Từ gào lên, lại bắn hai phát về phía bầy rắn, nhưng một chút tấn công ấy thật sự chẳng thấm vào đâu đối với một bầy rắn đông đến vậy. Anh ta kéo tôi rồi kêu to chạy. Lúc ấy không có cách nào để suy xét đến Phan Từ rồi. Trong lòng tôi đau xót vô cùng Biết là fan này Lành ít giữ nhiều rồi Đành lập tức quay lưng cắm đầu chạy Nghe thấy phía sau có những âm thanh sột so soạt Như thác lũ đuổi theo ngay sau đít Cứ theo tuyến đường vượt đi Chúng tôi chạy ra ngoài được mười mấy mét Quay đầu nhìn Thì ra trong rừng rậm dày đặc thế này Đang ra lũ rắn Cũng không thể hành động mau lẹ được Nhưng sau đó Đám rắn màu gà trườn trong cỏ dại Nhanh như điện xẹt Chúng tôi dừng một cái chúng gần như vọt tới nơi lập tức vươn thẳng thân lên toàn bộ bày ra tư thế tấn công như sắp vọt tới cắn liền con rắn màu gà chúa trườn trên mặt đất thoăn thoắt tôi nghĩ thầm lần này chết chắc rồi mà tử thế tôi vẫn còn cầm đuốc lập tức giằng lấy cầu sưng vùng lên đầy lùi lũ rắn ở gần nhất cùng lúc đó anh ta vứt súng cho tôi kêu nạp đạn tôi lập tức đón lấy nhưng lại bắt hụt Xung rơi xuống đất cô người nhặt lên Thì một con rắn màu gà lập tức Vọt đến bên súng Tôi sợ quá bèn rụt tay về Bà tử muốn học máu rồi Anh ta vùng đuốc xông lại gần Hất vàng con rắn kia đi Sau đó gót chân hất khẩu súng lên cho tôi Lần này tôi bắt được Đầy nòng Đạp hai viên đạn Đồn nhiên vùng cổ mát lạnh Tôi không kịp xem đó là cái gì Bà tử đang vùng đuốc tới Ngò lửa sượt qua tay tôi Hất văng con rắn kia ra Cùng lúc đó Tạc tôi bén lửa Nóng quá tôi kêu ầm lên Bàn từ rằng lấy khẩu súng Bỏ tay xả luôn hai phát đạn Vào con rắn đang lao tới Bắn đắt đầu hai con rắn Nhưng ngay lập tức Bọn rắn ở đằng sau ảo lên che lấp mất con rắn bị bắn chết Bàn từ định nổ súng tiếp Bóp cò hai lượt Thì chả thấy viên đạn nào Trời toang lên Sao chỉ nạp có hai viên Tôi chửi lại Anh rằng lấy nhanh thế hai viên là tốt rồi lâu này chúng tôi đã bị ép lùi đến trước một cây đại thủ phía sau không còn lối nào để lùi nữa bàn tử cầm đuốc vùng vẩy phi công vô ích chỉ có thể tạm thời đẩy lùi được lũ rắn ra sau một chút nhưng tôi biết chỉ cần bàn tử để lộ ra một chút sơ hở nào bọn tôi liền toi đời lửa cháy đến đít rồi bông nhiên từ trên cây cây bên cạnh vang lên một tiếng nổ một quả cầu lửa bắn vụt qua rừng cây Trung vào bầy rắn trước mặt bọn tôi sau đó nổ tung ánh sáng mạnh và nhiệt độ cao thiêu đốt khiến tôi không tài nào mở mắt ra được công bay tôi phản ứng nhanh chứ không chắc chắn mắt tôi bị mù luôn rồi Đàn tín hiệu tôi buồn bực mắt tôi còn chưa kịp hồi phục lại một phát đạn nữa từ xa bay tới chung ngay dây chân bọn tôi tôi tì hi mắt chỉ thấy trắng xóa dây chân bỏng rắt sơ xuống thì hoa ra là quần tôi với bàn tử bén lửa rồi. Nóng quá chung tôi, bèn vội vàng đập đập. Đoàn tin hiệu không phải vũ khí có tính công kích. Nhờ lúc nó bốc cháy thì nhiệt độ rất cao. Thường dùng để đốt kho xăng khi đánh dù kích. Quy lực rất lớn, để nó trực tiếp bắn vào người bọn tôi. Bọn tôi lập tức bị nướng thành miếng bít tết nửa chín nửa tái. Ánh sáng mạnh tiêu đốt phải đến 50 giây mới giảm bớt. rất lâu sau mới mở mắt ra được. Chỉ thấy toàn những đốm loang loáng Không biết vong mạc có bị cháy hỏng không nữa Lại nhìn trước mặt chúng tôi Bầy rắn màu gà đã chết hơn nửa Nhiệt độ cao làm các bụi cây và dây leo dưới chân chúng tôi bắt lửa Tạo thành một biển lửa phừng phừng ngay trước mặt chúng tôi Khắp nơi toàn bộ mùi cháy khét Lùi rắn màu gà còn lại Tất cả đều lũ lượt lùi lại Mọi chuyện xảy ra quá nhanh Đúng là kiểu tử nhất sinh Tôi nhìn tình huống trước mắt Gần như sụi lơ luôn Bà tử dập tắt lửa trên ống quần Buồn bực hỏi xem Ai cứu mạng bọn tôi thế Bụi cây bên cạnh bèn xô soạt Phan tử ôm bà vai từ bên trong Ngã rúi rụi ra ngoài Tay vẫn còn cầm súng bắn đạn tín hiệu Nhìn thấy chúng tôi Thì té ngã xuống đất Tôi mừng rỡ Anh chưa chết Lẽ thấy Phan tử toàn thân đầy máu Hình như bị thương rất nặng Tôi vội vàng tiên đến đỡ anh dậy anh vật lộn đứng dậy Thoi thóp nói với bọn tôi Chạy mau Tôi ngẩn người chạy cái gì Đột nhiên Từ trong bụi cây Phan Tử vừa sông ra Bông qua một bóng đen to tướng Lập tức túm lấy chân Phan Tử Phan Tử kêu lên Trong chiếc nhoáng Anh đã bị lôi thẳng vào trong bụi cây Cảnh tượng trước mặt Làm tôi sợ điếng người Không kịp phản ứng Bàn từ ghim súng Bỏ đến bên cạnh tôi gào to Đạn đâu, đạn đâu tôi móc ra một nắm anh ta giật phát lấy kem khẩu súng vào nách một tay giơ đuốc một tay lắp đạn rồi nhảy vọt vào trong bụi cây đuổi theo chạy vài bước thầy tôi không động đậy gì anh ta bèn quát đuổi theo còn ngay ra đó làm gì không tin nữa tôi biết đi đâu tìm cậu tự tát mình một cái rồi lập tức siết chặt ba lô trên vai vội vàng đuổi theo xô vào trong bụi cây rậm rạp đi lại vô cùng khó khăn tôi căn răng mà chạy trong các bụi gai đuổi theo cây đuốc của bàn tử Chả mấy mà quần áo rách nát tả tơi Đuổi theo được hơn 10 mét Trong ánh sáng lập lòe Nhìn thấy tán cây phía trước sột soạt dữ dội Thứ gì đó keo phan tử kia Đã trèo lên cây Đồng tính cực lớn Do rằng cây thứ này là một con quái vật cỡ bự Bàn tử xông đến dưới cái cây Chưa tôi liền thấy thứ ở trên cây Quét dọn một đường rách toạc Tán cây dùng lắc dữ dội Là cây bề ép ngả sang một bên Do ràng thứ đó muốn trườn sang cây khác Chúng tôi không phải khỉ Không thể nào chơi đuổi bắt ở trên cây được Nhưng chạy dưới tan cây thì không kịp mất Ban từ thở phì phò Đuổi theo vài bước Cuối cùng đành phải dương súng Nhắm về phía tan cây dùng lắc Tôi lập tức kêu lên với bàn tử Mẹ kiếp, cẩn thận bắn chúng phan tử Bàn tử lại nghiến răng nói Đằng nào cũng chết, cược một lần Nói xong lại dương súng lên Tường súng vang lên đinh tai nhức óc Kỹ thuật bắn súng của bản tử cực tốt Nhưng mà trong tình huống như thế này Cũng không thể nhắm trúng được mục tiêu Cũng không biết có bắn trúng hay không nữa Tan cây ở phía xa xa Vẫn liên tục rung động sột soạt Thơ này đi trên cây Còn nhanh hơn trên mặt đất bằng Nó đang mau chóng chạy xa rồi Cái mẹ nhà nó chứ Súng gì cứ chó thế Đường kính quá nhỏ Bản tử chửi một tiếng nghiến răng Rồi lại đuổi theo vài bước nữa Bắn liền bốn phát đạn Bắn hết sạch đạn luôn Tôi nhìn thấy rõ ràng tia lửa của những viên đạn đều bắn vào trong bóng tối và không có tác dụng gì. cho ban tử lại đạp đạn xong lần nữa. Thưa kia đã vượt ra khỏi tầm nhìn của chúng tôi. Không thể nào đuổi kịp được nữa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tôi cuốn quá kêu lên. Bàn tử cũng quên đến mức chạy vòng quanh. Có điều, xoay xong một vòng, anh ta liền phát hiện ra cái gì đó. Đem đuốc chiêu lên trên cây. Chúng tôi nhìn thấy trên cây khô toàn là vết máu. Bà tử vội vã đi vài bước Lại chiếu đuốc lên một cây khác Cũng thấy cùng vết máu Có cửa rồi Anh ta reo lên lập tức đưa đuốc cho tôi Cứt thật để, là đại đó suối quầy rồi Chúng ta đi theo vết máu Giờ kê tổ của nó luôn Cho dù có không cứu được đại phan về Thì cũng bắt nó đền mạng Có lẽ đây là hy vọng duy nhất có thể cứu được phan tử Tôi vừa nghĩ cô không suy xét gì nhiều Lập tức gật đầu Bà tử bảo tôi cầm hết đạn cho anh ta Đàn của Phan Tử nhét hết vào trong bao thuốc lá Không có nhiều lắm Suốt dọc đường đã dùng không ít rồi Tôi lấy hết ra Để thấy đàn còn chưa đến nửa hộp Bạn từ chửi Bờ sau nêu lại gặp lạt ma Súng ống đường kính nòng không từ 5,54 trở lên Thì quyết không đi Được Lần sau cho anh nguyên quả tên lửa luôn Đừng cả kê nữa Mau đuổi theo Bạn từ đổ ra 5 viên đạn Nhét 3 viên vào trong túi áo trước ngực hai viên cán trong mồm hất đầu đi Tôi đi trước dùng đuốc soi lên cây Anh ta đi sau cầm súng yểm trở Chúng tôi đi men theo vết máu Mà đuổi theo vào sâu trong bóng tối Vết máu biến đổi suốt một đường Trên cây không có Thì dưới các bụi cây và dương xỉ lại có Tôi càng nhìn càng thấy không xong Dầu máu này nhất định là của phan tử Mận máu nhiều như thế Có lẽ động mạch bị tổn thương rồi Nếu thật là thế Thì có là thần tiên cũng không cứu được Nhưng mà sống phải thay người chết phải thấy xác Sự việc chắc chắn không có chắc chắn Đuổi theo được trường 5 600 m Không còn nghe thấy động tĩnh trên tán cây Ở phía trước nữa Chúng tôi đã không còn cách nào Để bận tâm đến phương hướng nữa Lạc đường rồi Bởi những âm thanh quái gở lúc nãy Chỉ biết chỗ nào có vết máu Chúng tôi nhất định phải đi theo chỗ ấy Vết máu lúc liền lúc đứt Càng ngày càng không rõ ràng nữa Trong lòng tôi càng ngày càng bất an Không biết là do máu ngừng chảy rồi hay là đã chảy hết sạch máu rồi Ban từ cảnh giác Nhìn lên ngọn cây vừa vội vã bước tới Bắt đầu gào tướng lên Mày co gan thì quay lại đây Tha cả ông béo nhà mày đi Để tao xem xem Là răng mày chắc hay là da tao thô Tôi ngăn anh ta lại Anh làm gì thế Ban từ nói Giá thô thích ăn thịt con bồi của nó Trong sự an toàn tuyệt đối Nó nghe tiếng của tôi là sẽ cảnh giác Không đốt chừng phan tử nhanh đâu Tôi nói cảnh giang cái mẹ ấy. Anh đừng có dẫn thêm những thứ khác tới nữa Anh ta nói Cậu chưa xem chương trình thế giới động vật hả Động vật săn mồi có kích thước lớn Thường hay có địa bàn thế lực của mình Trong địa bàn của nó Sẽ không có quá nhiều thu giữ kích thước lớn khác Mà tốt nhất là Có thể dẫn chúng nó đến đây Thế là tụi mình bớt tí phiền Tôi vẫn cảm thấy rất không thỏa đáng Nhưng bản từ cứ làm theo ý mình Tiếp tục vừa chạy vừa kêu gào cái thằng mà mày đang tha nó đi Bị si đa đấy Ăn vào kẻo tiêu chảy Lời chưa dứt Đột nhiên vấp phải cái gì đó Lập tức ngăn lăn xuống đất Tôi dìu anh ta đứng lên Dùng đuốc chiếu xem Chỉ thấy trên mặt đất đầy lá rụng Là ba lô của phan tử Toàn là mau mẹ bè bét Bà từ lập tức cảnh giác Tôi định mở mồm nói Thì anh ta bèn ra hiệu im lặng Bảo tôi dơ cao đuốc lên xem tán cây Tôi vừa thẳng người lên thì lập tức nhìn thấy một bóng đen to tướng đang lặng lặng treo mình trên cành cây sau lưng anh ta, thò cổ xuống dưới. Tôi lập tức kêu to. Bàn tử vừa thấy sắc mặt tôi biến đổi, phản ứng cực nhanh. Không cần nhìn đã lập tức dùng băng súng phang một cú về phía sau. Nhưng đã chậm. Bóng đen kia rụt lại né tránh rồi vô tới. Tôi liền thấy một đống gì đó đầy vẩy từ trong bóng tối bắn ra ngoài nhanh như chớp. Loáng cái đã cuốn về phía bàn tử. Mà tôi đúng là không phải đèn cạn dầu cơ thể béo mập như thế mà phản ứng lại nhanh như vậy thuận thấy lộn một vòng ra ngoài anh ta né ra ánh sáng cây đuốc chiếu ra phía sau anh ta tôi tức thì nhìn thấy rõ ràng bộ mặt thật của cái bóng kia đó là một con mãng xà to tướng như cái thùng nước có màu vàng đâu toàn thân đầy máu cái đầu chăn to tướng gục xuống có thể nhìn thấy trên mình chăn toàn là vết thương đạn bắn máu thịt lẫn lộn Tôi nhìn vào trong đầu Loe lên một tia sáng Lập tức nhận ra Đó chính là một trong hai con chăn to Đã tập kích bọn tôi khi ở trong hẻm núi Thế mà lại đụng phải nó ở đây Con chăn tấn công thất bại một chiêu Gần như không hề dừng lại Nó dù đầu trở về Há ngoác cái miệng to như cái chậu máu Nhào về phía bàn tử định cắn Lông này bàn tử cũng không thể tránh Lập từng cặp mông béo của anh ta Bị đớp một cú ngay chính giữa Sức lực của con chăn rất lớn nó cuộn mình một cái Đã cuốn cả bàn tử vào keo lên giữa không chung Chuẩn bị siết chết Bàn tử không có công phu xúc cốt Để thoát thân như muộn du bình Không thể cỡ quậy được gì Xung thì bị vứt ở một bên Ở giữa không chung gạo thét Cái đầu bị lộn ngược xuống Quay quay mấy vòng Tôi không biết lấy đâu ra dũng khí Lập tức xông lên dùng đuốc xua rắn Nhưng đây đúng là trò ngu xuẩn Tôi bị thân rắn cuộn tròn húc một cái Nga văng ra ngoài Cây đuông đập phải chính quần của mình Làm cái quần nãy đã bị cháy Chả còn thừa bao nhiêu lại bốc lửa Tôi lan lộn một lúc dập lửa Mà từ đã bị cuốn vào trong tán cây Tôi phát hoảng cả lên Lúc này tay vừa phải khẩu súng trường Lập tức nhặt lên Cơ thế nằm trên mặt đất Một tay cầm súng lên Nhắm về phía đầu chăn May mà không nổ súng Sức giật của súng làm rách toạc cả gan bàn tay tôi Nhưng mà một tay nổ súng thật sự quá gượng Ở cửa ly gần như thế Mà lại không bắn trúng đạn bay chặt ra ngoài bắn vào thân cây bên cạnh tôi đứng lên còn định nổ súng tiếp bỗng nhiên từ trên cây vang lên một tiếng nghiến răng cậu ba ném súng cho tôi tôi ngẩng đầu nhìn lên phan tử ở đó vẫn chưa chết từ giữa các cành cây thò ra một cánh tay đầy máu mau lên tôi lập tức ném khẩu súng lên anh ta một tay chụp được loạng choạng tựa vào cành cây không nhắm vào chăn mà nhắm vào một cành cây to bên cạnh con chăn căn răng đã liền ba phát súng. Ở cửa ly gần thì đường kính nòng súng cỡ này cũng là quá to rồi. Một cành cây to lập tức bị bắn ra một lỗ thùng. Bản thân con chan vốn rất nặng. Hơn nữa, có thêm bàn tử đè nghiến xuống cành cây liền gãy luôn. Cành cây nặng để rơi xuống đất. Cứ như là cả một cây thân cây đổ xuống đất. Lần này ngã rất nặng. Con tràn bị ngã đến choang vắng. Rồi lập tức lại cuộn tròn lại. Nhất thời không biết là ai tập kinh nó. Ban từ thừa dìm trong trước mắt Khi con chan cuộn tròn mình trở lại Thoát ra khỏi mình chăn Là nết bên chân tôi Lúc này anh ta đỏ mặt tía tay Ngay cả hơi sức để đứng lên cũng không có Tôi kéo nách anh ta Kéo anh ta ra phía sau cây cây Chẳng ngờ anh ta liền nôn thốc nôn tháo Tôi ghi thầm toi rồi Không phải là nội tạng đã bị căn đát rồi đấy chứ Bèn vội hỏi anh ta làm sao Anh ta đẩy tôi ra Đứng lên cực kỳ khổ sở Lại nôn thốc ra một bãi bự rồi mới nói Trong mặt quá Còn rắn chó chết này Còn choáng hơn cả đi tàu bay lên tận mây xanh Lời còn chưa dứt Con chăn to tướng lại nhào tới Miệng to như cái chậu máu lập tức vòng qua thân cây Càng chúng bà vai bàn tử Tha anh ta đi Ngay cả tôi cũng bị hất một cái Tôi lộn mình lăn một vòng trong một bụi cây Bàn tử hét lớn một tiếng Rồi đập phải thân cây Lăn xuống dưới Mang xà không dừng lại Lập tức lại vươn đầu lên cái mồm lầm trầm đầy răng nhọn há to ra Chuẩn bị đớp bàn tử một cú trí mạng Tôi thầm kêu lên toi rồi Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Đột nhiên có một cành cây nhỏ từ trên cây ném xuống Rời đúng vào đầu con chăn bự Con chăn ngẩng đầu một cái Lập tức nhìn thấy phan tử Tự khắc thay đổi mục tiêu tấn công Liền bắn vọt lên trên cây Chỉ thấy phan tử một tay cầm súng đâm mạnh xuống Lập tức cắm cả khẩu súng trường lẫn bà vai Vào thằng cổ họng con chăn sau đó con tràn vông đầu Nâng cả anh lên trên Còn chưa kịp vặn xoắn lại Thì chợt nghe thấy một tiếng trầm thấp Vùng cổ họng con tràn nổ tung mấy lỗ hồng Đau đớn khiến nó lan lộn điên cuồng Phan tử bay ra ngoài Nga vào trong bóng tối Còn mang giả điên cuồng bổ nhạo về khắp bốn phía Sức mạnh khổng lồ Hật văng hết các bụi cây bốn phía Cảnh gây rơi xuống là tả như mưa Tôi ôm đầu, trôn sau cây cây. Chỉ thấy vỏ cây cũng bị toát hết xuống sợ đến mức không dám động đậy gì. Suốt hơn 10 phút, Động tư mới dần dần yên lặng trở lại. Tôi ngó ra nhìn xem, lại thấy con tràn lan lộn trên mặt đất, có giật vài cái rồi bất động. Tôi hoàn toàn bối rối, mà cho đến khi nghe tiếc bàn tử gào thét, mới phản ứng kịp, đứng lên chạy tới. Bàn tử đã hoàn toàn choang vắng, tôi đỡ anh ta dậy. Anh ta nhìn tôi mê sảng nói, kéo à, cái thằng lái xe hẹn rắn lại đây. Nhà lúc ông béo ta chưa chết ông đây phải bóp chết mẹ nó. Tôi thấy anh ta vẫn còn nói mới được, chứng tỏ vẫn chưa làm sao cả. Mẹ đặt anh ta xuống, lại lập tức chạy ra xa tìm Phan Tử, chỉ sợ anh ấy thật sự lành ít dữ nhiều. Phan Tử nằm dưới ở một tán cây cách đó khoảng hơn 67m mét, cả người đầy máu, Tại vẫn còn siết chặt khẩu súng trường đang đổ tung, nòng súng đổ thành hình loa kèn rồi. Tôi xông tới, anh ấy học ra cả miệng đầy máu, điên tôi không nói ra lời. Tôi nhìn người đàn ông tà tơi như một đống buồn lầy này, cơn hoảng loạn sông lên đến tận óc. Tôi tự tát mình mấy cái mới chấn an được một chút, rồi lập tức bắt đầu cởi áo phan tử ra. Vừa vạch được áo ra, tôi dừng lên một cơn buồn nôn, chỉ thấy trên người anh ấy toàn là lỗ hỏng. Do bị con chăn gặm lấy keo lê đi trong bụi cây với tốc độ nhanh mà thành. Công mày trên người anh ấy vốn toàn là vết sẹo, da rẻ khá cứng chắc, vết thương cũng không sâu. Tôi lấy ấm nước ra đình giờ vết thương cho anh trước tiên Anh bèn chật vật rơi một tay lên Dù cho tôi một thứ Miệng bấp máy một cách khó khăn Tôi lấy ra xem Thì ra là chiếc la bàn của anh Bị lôi đi ác liệt như thế ngay đến ba lô cũng rơi mất Thế mà anh ấy vẫn cầm chắc thứ này Không hề làm rơi Trên la bàn toàn là máu Nếu vẫn có thể nhìn thấy ký hiệu anh đánh dấu ở đó Cùng các góc thước đó Anh chật vật kêu một tiếng Tìm ông bà. Cẩn thận. Rắn sẽ. Rồi lên cơn co giật. Không nói được gì nữa. Rắn sẽ làm sao cơ. Tôi không hiểu ý của anh. Nhưng mà không quan trọng. Tôi không khỏi chửi một tiếng. Bỏ la bàn vào túi áo trước. Bảo anh ấy đừng nói gì nữa. Anh ấy lại học ra mấy ngụm máu. Ngay cả hít thở cũng bắt đầu khó khăn. Tôi nghĩ thầm. Sao lại có con người cô chấp đến thế. Tôi dùng nước rửa qua loa cho sạch vết thương của anh sau đó lật ba lô anh ra, lấy thuốc kháng sinh, tiêm cho anh một mũi. Bàn tử ở một bên đất tỉnh lại, trẻ vết thương khập khiếng đi tới, hỏi tôi tình hình sao rồi. Kỳ thực tôi không biết tình hình ra sao rồi. Tôi thậm chí còn không biết có thể cứu sống được phan tử hay không nữa. Nếu tôi vốn không có dũng khí đi chứng thực, chỉ có thể cố hết sức cứu anh ấy. Bàn tử cũng dùng âm nước dở sạch vết thương, tiêm cho mình một mũi kháng sinh. Chúng tôi đưa phan tử để bên cạnh xác rắn tôi ngã ngồi xuống đất bắt đầu kiểm tra toàn thân cho anh ấy tư chi đều có mạch đập hơn nữa cũng không có xu hướng yếu dần đi tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm thế nhưng không dám lơ là lập tức tìm kiếm khắp toàn thân anh suốt dòng đường đi chảy nhiều máu như thế rất có thể là vỡ động mạch rồi tôi phải tìm ra vết thương đó nếu không kịp xử lý nhất định sẽ bị mất máu mà chết cuối cùng tôi cũng tìm được vết thương đó ở bắp đùi bên trái của phan tử Quả thực vết thương sâu đến đáng sợ Nhưng mà đã cầm máu rồi Kết thành một cục máu đông to như quả cả Bên trên toàn là lá cây nát Có lẽ trong lúc bị tha đi Dưới tình thế cấp bách Phan tử đã kịp xử lý Vết thương này giờ xong phải khâu lại Nếu không sẽ bị nhiễm trùng mất Cảm đến lúc đó không giữ lại được cây chân này rồi Nhưng trên người chúng tôi không có dụng cụ nào Có thể xử lý vết thương Tất cả đều trang bị gọn nhẹ rồi Lần này chúng tôi quả thực phải hội họp được với nhóm chú ba hơn nữa phải càng nhanh càng tốt tôi lấy chiếc la bàn phan tử đưa ra lao sạch vết máu bên trên muốn tìm phương hướng nhưng tòa độ khắc trên đó tôi xem không hiểu đưa bàn tử bàn tử cung lắc đầu tôi vô chán một cái trừ mình hồi xưa làm cái gì chứ sao không học hỏi thêm nhiều một chút bà tử cung trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn không còn hơi sức đâu mà vật lộn nữa nói thôi giờ chỉ có nước chờ trời sáng để được chỗ chu ba nhà cậu Không biết còn mất bao nhiêu thời gian nữa Tụi mình toàn thân bao mẹ bè bét ra dê dụ thư khác tới Vẫn là ở lại đây an toàn hơn Hơn nữa không chậm chậm cho đại phan Chị ẹ anh ta cũng không vượt qua nổi sự dày vò Của chặng đường dài buôn ba này đâu Tôi nhìn phan tử Anh đã mê man rồi Nếu là tôi bị thương nặng như thế Chắc chắn đã tạch rồi Người này ý chí quả thực Là không còn lời nào để nói Nhưng mà quả thực là với vết thương như thế này giờ mà di chuyển đúng là không xong vì vậy tôi thu dọn ra một khoảng đất trống tạm thời thu xếp cho phan tử tôi nhìn đồng hồ đeo tay sắp sáng rồi trong lòng thầm cầu khấn anh ấy nhất định phải trụ vững được tôi cởi quần áo đắp cho phan tử để anh âm lên một chút tức thì tôi cũng có chút không tỉnh táo nổi trong tình trạng kiệt sức mà phải trải qua một trận vận lộn ác liệt như thế Tôi cảm thấy toàn thân hơi lạ đi. Tôi bèn ngồi xuống thở dốc, uống ngụm nước. Bà tử lượm lại khẩu súng của Phan Tử, cho tôi xem, nói: "Thằng cha này, đúng là một người đàn ông. Anh ta dùng cây gì đó chặn nòng súng, nhe súng vào cổ họng con rắn, bắn cái liền đổ tung, đổ đứt luôn cả xương sống của rắn, bằng không thì bọn giết nó không dễ đến vậy đâu." Tôi nghĩ mà lấy làm lạ. Trương Lung ở hẻm đuối súng Phan Tử nhằm đúng điểm yếu. Gần như bắn vỡ nát đầu rắn rồi Vẫn tưởng nó chết chắc Không ngờ vẫn sống dài như thế Lại còn có thể tập kích bọn tôi Bạn tử nói Loài rắn này thông minh lắm Trẻ e lúc trước phan tử ban nó mấy phát Nó liền nhớ mặt phan tử Rồi một mực đuổi theo chúng ta Chờ cơ hội trả thù đấy Tôi vùng đuốc cho sáng Đừng lên chiêu xem cây sắc rắn Nhìn cho kỹ thì thấy con chăn này Thật là lớn Quả thực to như con rồng vậy Cơ thể màn nhìn Có cảm giác sông lưng mình lạnh toát Toàn thân chăn Phủ lớp vầy to tướng màu vàng đâu Có cái to bằng bàn tay Cái to nhất thì cơn như thùng nhựa đường vậy Trên mình nó có rất nhiều vết thương đều bốc mùi hư thối Tôi cẩn thận do rén đi đến gần đầu rắn Lên phát hiện cây lưỡi của nó Vẫn đang động đẩy Do ràng còn chưa chết hẳn Toàn bộ đầu rắn gần như toát cả ra Đôi mắt đen đầy oán độc của nó Phản chiếu ánh sáng cây đuốc giống như một con ác long đến từ cõi âm ti. Phần cổ rắn chính là chỗ bị súng nổ tung. Xuất hiện mấy chỗ vỡ toát, lộn hết cả thịt ra ngoài. Mau chảy không ngừng, đầy cả mặt đất. Con chăn này không chết hẳn dễ như vậy. Nó không chừng còn có thể sống lại nữa. Chỉ sợ nó lại đột ngột vùng lên hại người nữa. Bàn tử bèn mong con dao pha ra, để chặt đầu rắn. Nhưng chém xuống hai phát, trên thân rắn ngay cả một vết chém cũng không có lại cầm dao pha chém hai nhát nữa xuống lớp vẩy mới nhận ra lớp vẩy này cưng rắn muốn chết đi được quả thực cơn như giáp sắt vậy bà từ đi sát vào vết thương trên bình rắn liệt phát hiện con chân này có hai lớp vẩy da dày thịt béo thả nào phan từ đánh thế nào cũng không chết bè hai miếng vẩy to tướng ở vùng gần vết thương bà từ bảo có thể đẹp cây này về chém gió được rồi bèn dứt khoát bè một cái to tướng Nói rồi nhét vào trong túi Tôi bảo anh ta làm cho sạch sẽ một chút Bên dưới vầy rắn Thường hay có mấy loài ký sinh trùng đấy Còn chưa dứt lời Bà tử liền ui ra một tiếng Cổ tay hình như bị con gì cắn Giờ tay lên nhìn Tôi thấy một con bọ nhỏ Trông như con nhện trên cánh tay anh ta Là loài sâu bọ Chúng tôi đã từng gặp Là con ve giận Tôi lê đuốc hơ dao pha Đôi nó rơi xuống dưới Lông này Từ dừng thay đúng quần mình nhói một cái Đưa tay sờ Lập tức móc ra bọc máu Tôi chợt thấy không ổn xoay đuốc vào bụi cây dây đất Lên phát hiện ở khắp các bụi cây xung quanh chúng tôi Đều đã bỏ đầy lúc sâu bỏ kinh tầm này Còn còn đã leo đến tận trên Bắp chân trần của bọn tôi Hết chương thứ 81 Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay Hồi sau có nội dung gì Chúng ta hãy nghe sau nha Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại